Xin chào các bạn, sau đây là bài chia sẻ cách sử dụng Motion Tracking trên phần mềm Adobe After Effects. Thì với tính năng này sẽ cho phép chúng ta gắn được những cái vật đối tượng trên một cái đoạn video nào đó mà điểm đó mà chúng ta đã xác định. Ví dụ như ở trên hình các bạn video các bạn đang xem, tôi đã sử dụng Motion Tracking để chắc vào mắt của nữ ca sĩ. Thì các bạn sẽ thấy là khi tôi có điểm chắc rồi thì tôi có thể gắn những điểm sáng vào để tạo những hiệu ứng đặc biệt cho phim. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết bài hướng dẫn. Trước tiên chúng ta sẽ có một đoạn phim. Sau đó các bạn kích vào clip đó ở phần Windows. Các bạn chọn cửa sổ là Motion Tracking. Thì ở phần Tracker này, khi các bạn check vào thì nó sẽ hiển thị ở trên cửa sổ Motion Tracking. Các bạn sẽ thấy hiển thị một cửa sổ Tracker. Thì trong các tracker các bạn sẽ thấy có phần track motion và stable motion. Thì ở đây các bạn trước mắt thì tôi sẽ hướng dẫn cái cơ bản cho bạn là các bạn sử dụng phần track motion. Ở phần này các bạn sau khi kích vào các bạn sẽ thấy hiển thị một điểm track point 01. Các bạn có thể lăn trục giữa để zoom lớn cái track point lên. Điểm này chúng ta sẽ di chuyển, các bạn kích vào cái vùng trống, không cần kích vào phần cạnh mà các bạn kích vào vùng trống của điểm checkpoint. Thì nếu các bạn kích vào cạnh các bạn có thể zoom to nhỏ, còn nếu các bạn kích vào vùng trống thì các bạn phải di chuyển. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái đối tượng là hình mắt. Sau khi chúng ta di chuyển vào hình mắt thì các bạn lấy một cái điểm nào đó mà nó có rõ lên, ví dụ ở đây cái lòng trắng của mắt thì tôi sẽ di chuyển vào và tâm giữa. Sau đó ở vùng ngoài tôi sẽ zoom to lên để bao quanh cái mắt ở vùng bên ngoài. Và vùng bên trong thì các bạn sẽ khoanh vùng vừa con mắt thôi, thì để nó xác định cái tâm điểm và luôn luôn nó giữ chắc cái điểm tracking không bị lệch ra bên ngoài. Thì các bạn sẽ có hai phần xác định. Sau khi xong các bạn nhấn phím play trên phần tracker. Chương trình sẽ tự động tracking theo các cái điểm di chuyển của hình con mắt. Thì các bạn sẽ thấy nó bám rất chắc, nó không bị lệch đi. Sau khi các bạn xác định điểm tracking vào hình con mắt xong, các bạn sẽ thấy nó bám rất là chắc và rất là thật. Sau khi xong thì các bạn ở phần timeline các bạn kích phải chuột chọn new. Sau đó chúng ta chọn phần null object. Thì khi chúng ta chọn null object thì chúng ta có thể là ở bảng tracker, chúng ta ở phần tracker chúng ta chọn phần edit target. Sau đó chúng ta chọn layer là null và chọn ok. Khi đó chúng ta sẽ chọn apply và chọn ok. Thì những cái điểm, các bạn sẽ thấy những cái điểm position của điểm null đã được gắn với các cái điểm tracker mà chúng ta làm, mà chúng ta vừa tracker xong. Thì khi nó gắn các điểm này xong thì các bạn sẽ làm thao tác là tạo những ánh sáng gắn vào đối tượng bằng cách các bạn trên timeline các bạn kích phải chuột chọn new và chọn một cái là xuất lệch. Ở đây các bạn sẽ chọn cái giá trị phân giải lớn hơn cái khung hình mà chúng ta mở một chút. Ví dụ ở đây tôi để là 3000 và 3000 hình vuông, để trường hợp khi mà điểm tracker nó rung và nó sẽ kéo cái điểm thừa bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nó bị lộ ra những đường viền. Vì chính vì vậy các bạn sử dụng cái phân giải to để chúng ta có thể làm được cái hiệu quả nó tốt hơn. Sau khi xong các bạn kích phải chuột chúng ta vào effect, sau đó chúng ta chọn phần optical flare để tạo hiệu ứng ánh sáng. Sau đó các bạn vào option. Trên cửa sổ option của optical flare các bạn tìm đến phần preset brown, các bạn có thể tìm đến phần pro preset để tìm một cái ánh sáng nào đó mà chúng ta muốn. Sau khi xong các bạn sẽ thấy ở phần ánh sáng này nó sẽ có rất là nhiều phần line bên ngoài mà chúng ta không cần, thì các bạn có thể là kích vào và chúng ta chọn hide để ẩn nó đi. Chúng ta ẩn toàn bộ những cái ánh sáng mà chúng ta không cần thiết đi. Sau khi chúng ta chỉ sử dụng một điểm này thôi và chúng ta chọn ok. Trên timeline ở phần
Black Shortlist thì các bạn chọn phần S để nó sẽ trộn kênh màu đen vào bên trong. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ di chuyển cái khung hình rất là lớn ở đây đúng không ạ? Thì nó sẽ không bị cái ánh sáng nó sẽ không bị hỏng, nó sẽ không bị nếu mà các bạn cho nhỏ quá khi di chuyển các bạn sẽ thấy nó sẽ bị hỏng vào đây đúng không ạ? Thì nó sẽ lộ ra cái ánh sáng của chúng ta, nên chúng ta sẽ làm cái phân giải càng to càng tốt. Sau đó các bạn chọn Bright, chúng ta sẽ cho ánh sáng nhỏ một chút đi và chúng ta sẽ kéo vào cái phần mắt, và khi đó các bạn sẽ thấy điểm của ánh sáng nó chưa di chuyển theo hình con mắt, thì các bạn chỉ việc kích vào cái ánh sáng mà chúng ta vừa tạo, sau đó ở cái điểm parent các bạn sẽ thấy có hình cuộn dây, các bạn kích vào hình cuộn dây này và chúng ta kéo xuống phần null 2 để chúng ta liên kết với cái null 2 này để lấy những cái tọa độ mà chúng ta vừa checking. Nếu các bạn không thấy có cái điểm parent thì các bạn có thể là bật tắt của nó bằng cái biểu tượng là extend ở dưới thì các bạn sẽ thấy. Sau khi xong thì ở đây các bạn sẽ thấy các cái điểm sáng đã được đi theo hình con mắt, và các bạn có thể tăng giá trị bright lên hoặc là scale. Sau khi xong các bạn sẽ vào phần effect optical flare, ở phần bright các bạn sẽ key điểm, điểm đầu chúng ta kích một điểm key, sau đó điểm cuối kích vào. Ở hai điểm này sau khi các bạn xong các bạn kích Bright để nó bôi đen hai điểm đầu điểm cuối. Thì như bài Google tôi đã dạy, tôi đã hướng dẫn các bạn là chúng ta tạo những cái độ ngẫu nhiên của hạt và để áp dụng vào trong những cái điểm lắc. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng Google vào trong cái Bright, có nghĩa là tạo những cái độ sáng sáng tối mạnh cho cái ánh sáng này nó nhấp nháy. Thì bằng cách là các bạn vào Bright sau đó tăng cái giá trị. Chúng ta sẽ tăng cái giá trị của phần frequency. Ví dụ các bạn để khoảng 16 và phần dưới các bạn để phần 24 để cho cái cường độ mạnh mạnh của cái giá trị nó sẽ ngẫu nhiên trong vòng 16 key điểm trên 1 giây. Thì các bạn apply thì là chúng ta sẽ có 16 cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh và nó được ngẫu nhiên giá trị là 24. Thì các bạn sẽ thấy nếu các bạn thấy nháy nó rất nhanh thì các bạn có thể giảm cái phần này xuống khoảng tầm 9 hoặc là 10. Thì các bạn ví dụ chúng ta cho nhanh một chút cũng được, 14. Sau khi xong các bạn sẽ vào phần ví dụ giá trị chúng ta tăng cao lên một chút 32 để chúng ta nhìn nó sẽ mạnh hơn. Sau khi xong các bạn sẽ copy cái giá trị này là vào phần edit chọn copy cái black shortlist 2 và edit chọn paste, các bạn sẽ có hai phần. Sau đó các bạn sẽ di chuyển cái position của giá trị 2 về con mắt thứ hai và scale chúng ta sẽ cho nhỏ lại. Và tương tự các bạn cũng kích vào phần parent, các bạn nối với null 2. Như vậy các bạn được hai giá trị. Khi chúng ta sử dụng checker thì các bạn sẽ thấy nó sẽ check theo cái điểm mắt nó rất chính xác, còn nếu chúng ta check bằng tay thì nó sẽ không thật. Ở đây các bạn sẽ thấy phần ở đây chúng ta sẽ ánh sáng khi nó sáng lên và nó sẽ bị cắt ở phía này là do cái xác lịch các bạn để cái giá trị vẫn thấp, cho nên khi mà cái phần nu nó di chuyển nó sẽ kéo ra cái phần hở ở đây. Thì để khắc phục được điều này thì các bạn cũng lưu ý là trước khi chúng ta tạo cái phần ánh sáng mà khi chúng ta di chuyển thì điểm lắc thì chúng ta cũng tăng cái giá trị nó lên. Thì ví dụ ở phần xác lịch này các bạn vào layer và chọn setting, sau đó các bạn tăng giá trị nó lên là 5000. Tương tự cái 2 cũng vậy.
Khi đó sẽ các bạn sẽ thấy không có điểm cắt nữa, và ở đây bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh lại cái giá trị position của ánh sáng và đúng điểm mà chúng ta mong muốn. Sau khi xong, chúng ta sẽ render xem được cái hiệu quả đặc biệt mà chúng ta đã làm. Hy vọng bài chia sẻ này có ích đối với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo.